Và trước khi bắt đầu câu chuyện thì tôi xin được mời chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh thưởng thức một ly trà đá buổi sáng. Đây là một thức uống bình dân và cực kỳ phổ biến ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đúng không ạ? Như câu chuyện mà Thanh Tâm vừa chia sẻ thì trong một phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vừa rồi thì đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến của Tây Ninh là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã chia sẻ một thông tin khá sốc rằng những người bán trà đá ở Việt Nam là có tỷ suất siêu lợi nhuận và cao nhất thế giới nhưng lại không đóng góp gì cho ngân sách cả. Và đây cũng sẽ là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chia sẻ sau một ít phút nữa. Và trước khi bắt đầu câu chuyện, mời chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Ánh cùng với quý vị khán giả chúng ta theo dõi một tổng hợp nhanh của chúng tôi. Người bán trà đá tại Việt Nam là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000%, nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách. Họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương. Ngay cả hộ kinh doanh cá thể hiện nay không thu được thuế hoặc mức thu mang tính tượng trưng. Họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó. Khu vực hộ kinh doanh đóng góp cho ngân sách chiếm tỷ trọng không cao trong tổng thu ngân sách nhà nước, khoảng 2%. Thời gian qua, chúng ta đang đưa cán bộ đi thu thuế của người nộp thuế nên dễ xảy ra câu chuyện người nộp thuế thỏa hiệp chia đôi ba với người thu thuế. Trong khi đó, trên thế giới, tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà nước trực tiếp luôn. Vâng, xin trở lại trường quay với chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhé. Như là cái tổng hợp nhanh chúng ta vừa rồi thì rõ ràng là có rất nhiều những mối lo lắng mà chính phủ đặt ra về cái việc mà lo lắng về việc thất thu ngân sách, đúng không ạ? Chính bởi vậy mà trong một cái thống kê mới đây nhất thì nói rằng là cái lực lượng lao động gọi là ở vỉa hè này, hay là những lao động nhỏ lẻ buôn thúng bán bưng ấy, mà không có những cái đóng góp mà chính thức cho cái nguồn ngân sách quốc gia thì lại chiếm tới 57% cái lực lượng lao động. Và có thống kê còn cho rằng là trong giai đoạn từ năm 91 đến 2015 thì những cái bộ phận cấu thành của nền kinh tế này chiếm trung bình khoảng 15,1% GDP của cả nước. Và ông có mối liên hệ nào về cái thực trạng này đối với vấn đề thuế phí không ạ? Rõ ràng thì tôi cũng cho rằng đại biểu Quốc hội cũng đã nhìn thấy một cái vấn đề mà đây thực ra cũng không phải là một vấn đề mới. Trước hết thì chúng ta cũng thấy là nền kinh tế Việt Nam chúng ta thì chia ra làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là kinh tế nhà nước, bộ phận thứ hai là kinh tế ngoài nhà nước, hay chúng ta gọi là kinh tế tư nhân, và bộ phận thứ ba chính là khu vực của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và cả 3 bộ phận này đều có cái đóng góp vào trong cái thu ngân sách nhà nước dưới dạng là thu thuế, phí, và kể cả có những một số các cái khoản thu khác. Đến lượt mình thì cái khu vực kinh tế tư nhân, thông thường thì chúng ta hay chú trọng đến vài chục vạn các cái doanh nghiệp mà hiện nay chúng ta cũng đang kêu ca, tức là hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó thì có một bộ phận có thể nói là khá là lớn, đó là các cái hộ gia đình, các cái cá nhân mà họ kinh doanh. Điển hình như trong cái trường hợp này chúng ta thấy phổ biến ở Hà Nội như anh đã nêu đấy, tức là ví dụ những người kinh doanh trà đá ở ngoài vỉa hè chẳng hạn. Thế thì có phải là tất cả họ đều trốn tránh thuế hay là họ nộp cái mức không đáng kể hay không? Thì thực ra các cái cơ quan thuế, các cái cơ quan nhà nước có liên quan ấy, thì cũng đã có những cái chính sách về cái thu ngân sách nhà nước từ những cái đối tượng này. Thì trong cái thực tế chúng ta cũng có một cái bộ phận mà tôi nói ví dụ như là các cái hộ gia đình kinh doanh chẳng hạn, thì hiện nay là chúng ta cũng đang có cái hình thức là thu thuế từ các cái hộ gia đình dưới cái hình thức là thuế khoán. Thu theo tháng, và như vậy thì họ cũng có đóng góp một cái phần nhất định như anh đã nêu vào trong cái ngân sách nhà nước. Thế còn một bộ phận nữa thì ở đây chúng ta cũng nên tách ra làm hai. Cái bộ phận thứ nhất đó là cái bộ phận mà họ có thể nói là cũng nằm trong cái khu vực phi chính thức, nhưng mà cái doanh thu của họ, cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ thì mang cái tính chất là kiếm sống là chính, có thể nói là như vậy. Doanh thu không lớn, không đáng kể. Và do đó, ví dụ như là cái trường hợp trực tiếp ở đây như chúng ta đang nói mà đại biểu cũng đã đề cập đến, tức là như là bán trà đá chẳng hạn. Mặc dù có thể là tôi không rõ là đại biểu lấy ở đâu ra những thông tin là cái tỷ suất lợi nhuận cao đến 5.000-7.000%. Tuy nhiên thì tôi cho rằng đó là những cái bộ phận mà họ chỉ là kiếm sống rất là nhỏ lẻ, và do đó thì chúng ta không đặt vấn đề về thu thuế của họ, cũng như là không coi đó là cái vấn đề về thất thu thuế. Và cái thất thu thuế thì nó nằm ở các cái bộ phận, tôi nói ví dụ như hiện nay trường hợp đối với các hộ gia đình chẳng hạn. Trước hết là có những hộ gia đình họ kinh doanh, doanh thu không hề nhỏ, cả tỷ, thậm chí là có những gia đình mà đến cả chục tỷ mà người ta nói rằng là cũng không kém gì so với các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì họ lại trốn tránh, có thể nói như vậy, do hàng loạt những cái vấn đề của chúng ta họ trốn tránh và họ không nộp thuế. Cái bộ phận thứ hai mà như Thủ tướng cũng đã đề cập cách đây mấy tháng mà chúng ta cũng đang muốn xem xét, đó là cái bộ phận kinh tế ngầm, khi mà họ hoạt động và không đóng
một cái đồng thuế nào và hay là cái nộp thu nộp cái nghĩa vụ về ngân sách nhà nước, thì có hàng loạt các cái hình thức cái dạng như vậy. Và có một cái loại thứ ba nữa, tức là họ vẫn đóng một phần thuế, tuy nhiên thì họ không đóng toàn bộ cái phần nghĩa vụ, thì đây cũng là trường hợp trốn tránh và nộp thuế. Nên là cái việc đặt vấn đề về cái thất thu trốn tránh thuế tôi cho rằng là hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đặt nó trong cái bối cảnh kinh tế xã hội và cái việc mà chúng ta có học ở nước ngoài, những cái kinh nghiệm gì đấy, thì tôi cho rằng cần phải phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam. Vâng, đúng như vậy, bởi vì là nhà nước thì luôn luôn là kêu bị thất thu, nhưng mà đối với người dân thì lại luôn luôn có cảm giác là bị tận thu mỗi khi có một chính sách thuế chuẩn bị ban hành, đúng không ạ? Dạ, thì ông có bình luận gì về cái vấn đề này? Cái này thì cũng từ cuối năm 2017 khi mà chúng ta đặt cái vấn đề, và khi đó thì Bộ Tài chính cũng có thay mặt chính phủ trình bày một cái đề án về cái việc là một luật sửa 5 cái luật thuế. Và trong cái nội dung của các cái luật này thì có cả những cái phần mà chúng ta sẽ giảm cái thuế suất. Tôi nói ví dụ như là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái tinh thần của cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng vừa được Quốc hội thông qua. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại đề xuất tăng thuế suất của ví dụ như là thuế giá trị gia tăng chẳng hạn, từ một cái mức phổ thông hiện nay là 10% lên 12%, và thậm chí có phương án là sau khoảng 2 năm thực hiện cái 12% thì tăng lên 14%, và một số các loại thuế khác thì cũng là theo điều chỉnh theo cái xu hướng tăng. Thế thì lập tức là gặp những cái phản ứng của xã hội có thể nói là không đồng tình, đúng như anh đã nêu, tức là cái người dân doanh nghiệp có cảm giác rằng hình như là họ đang bị cái gánh nặng về thu thuế ngày một tăng lên. Và đến đầu năm 2018 này, đúng không ạ, chỉ trước kỳ họp Quốc hội có khoảng hơn một tháng thôi, thì chúng ta cũng thấy là xã hội lại bức xúc một lần nữa khi mà cái đề án về cái thuế tài sản cũng được đưa ra để lấy ý kiến của nhân dân. Và tôi thấy rằng gần như là tuyệt đại đa số đều không đồng tình với cái đề án này. Nguyên nhân thì có rất là nhiều. Cái nguyên nhân thứ nhất thì như anh cũng đã nêu, tôi cho rằng là xã hội thì có luôn luôn nhìn vào cái thuế như là một cái gánh nặng đối với cả họ, kể cả cái việc là những cái đối tượng mà đã nộp thuế và những cái đối tượng sẽ bị mở rộng để mà phải nộp thuế hay là thực hiện cái nghĩa vụ đối với thu nộp ngân sách của mình. Cái thứ hai nữa là cái mức thuế dường như là chúng ta đang thấy cái áp lực nó tăng lên khá là nhanh, có thể nói là như vậy. Kể cả tôi đơn cử về cái đề xuất gần đây nhất trong cái kỳ họp mà Quốc hội lần này, ví dụ như là về cái thuế môi trường chẳng hạn, khi mà chúng ta cũng muốn là tăng đến hết cái khung mà được Quốc hội cho phép chẳng hạn, thì rõ ràng những cái vấn đề về dồn dập như vậy, về cái áp lực mà tăng thuế thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng của phía xã hội, thì tôi cho rằng đó là một cái việc rất là bình thường. Cái nguyên nhân cơ bản thì cái thứ nhất đó là dường như cái vấn đề về công khai minh bạch trong cái thu, trong cái vấn đề về công bằng trong cái thu của chúng ta là cũng chưa được giải thích một cách rõ ràng. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là các cái lý do tại sao chúng ta lại điều chỉnh thuế như vậy, tại sao chúng ta lại lựa chọn là chúng ta tăng các cái mức thuế, các cái mức thu, chứ không phải là chúng ta tập trung vào các cái biện pháp là chống thất thu ngân sách như là chúng ta cũng đang chia sẻ ở đây chẳng hạn. Cái thứ ba nữa là xã hội cũng rất quan tâm là bây giờ trong cái bối cảnh là cái ngân sách nhà nước Việt Nam của chúng ta hiện nay là vẫn đang có cái sự thâm hụt khá là lớn. Thế thì cái việc mà chúng ta giải quyết cái thâm hụt, chúng ta giải quyết cái ổn định kinh tế vĩ mô, thì chúng ta lại đặt nặng vào cái vấn đề là tập trung vào tăng thu ngân sách, trong khi đó ở phía bên kia, tức là cái phía mà chúng ta có thể là tiết kiệm chi, thậm chí là chúng ta giảm chi để sao mà chúng ta tiến tới cái cân đối ngân sách, thì dường như là chúng ta lại khá ít các biện pháp. Tôi đơn cử ví dụ như là phóng viên Thanh Tâm cũng vừa mới nêu, chúng ta Quốc hội cũng rất quan tâm và cử tri cũng có rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề về tham nhũng chẳng hạn. Tham nhũng cũng là một cái có thể nói là tác động rất tiêu cực, và trong đó cái phần tham nhũng từ cái phần chi ngân sách nhà nước của chúng ta cũng gây ra những cái sự lãng phí, thất thoát, thiếu hiệu quả trong cái chi ngân sách nhà nước. Thế thì tại sao chúng ta chưa hoặc ít đề cập đến vấn đề đó, tương đương với cái vấn đề mà chúng ta đòi tăng thu? Và trong cái tăng thu thì khá nhiều ý kiến là có khá nhiều phương pháp, ví dụ như chúng ta có thể mở rộng đối tượng thu. Tuy nhiên thì cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi rất là không tán thành khi mà chúng ta lại nhìn đến đối tượng ví dụ như là bán trà đá với lý do là họ có thể xuất lợi nhuận chẳng hạn. Cái doanh thu của họ rất là ít, cái nghề nghiệp của họ đấy là chỉ là để kiếm sống, có thể nói như vậy, không làm giàu, tôi nghĩ là như vậy về cái lĩnh vực là đi bán trà đá. Và thậm chí họ chỉ chiếm một cái chỗ vỉa hè rất là ít. Và còn một đặc điểm nữa mà ở Việt Nam chúng ta chưa hoặc là ít để ý, đó là khi chúng ta tăng cái thu chính thức của chúng ta muốn mở rộng đối diện thu, thì chúng ta chưa quan tâm đến một cái, tức là chi phí bên ngoài. Chi phí bên ngoài, kể cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, họ cũng đang chịu những cái mức chi phí bên ngoài mà nó không đi vào ngân sách nhà nước. Như vậy cái gánh nặng vô hình chung của họ không phải chỉ là gánh nặng về thu ngân sách nhà nước, nộp vào ngân sách nhà nước, mà là còn gánh nặng những cái khoản thu bên ngoài. Và cái này cũng không hề nhỏ. Như vậy thì chúng ta phải nhìn nó trong cái tổng thể của chúng ta. Và thôi cho rằng ý kiến của xã hội, cái phản ứng của xã hội là rất hợp lý. Nó
trách nhiệm từ cái phía khách quan phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách của chúng ta, và từ cả phía chủ quan, từ phía các cái cơ quan quản lý, khi mà chúng ta có lẽ là cũng chưa giải thích và cũng chưa làm rõ được những cái nội hàm khi mà chúng ta đưa ra trong những cái đề án đó. Vâng, đúng như vậy. Ông vừa rồi ông có nói rằng là có rất nhiều những cái giải pháp để tăng thu, và cái đối tượng mà kiếm sống nhỏ lẻ chúng ta không đặt vấn đề tăng thu đối với cái nhóm đối tượng đó, đúng không ạ? Như là câu chuyện trở lại câu chuyện những người bán trà đá đây, ông đã nói rằng là cũng có thể có rất là nhiều chi phí phát sinh bên ngoài nữa, bởi vì là để kiếm được một chỗ ngồi bán trà đá vỉa hè hay là ở một nơi đông đúc nào đó thì có lẽ là những cái bà bán hàng trà đá cũng sẽ phải có những khoản chi bên ngoài mà chúng ta không thể biết được, đúng không ạ? Và mọi người có quyền đặt câu hỏi rằng là sẽ có một nhóm người nhận những cái khoản tiền thu bên ngoài đó và họ có thể là tiêu hộ cho ngân sách nhà nước, và ngân sách nhà nước không thu được gì cả. Vâng, chính xác là như vậy. Dạ vâng. Vâng, về cái vấn đề này thì liệu rằng chúng ta có cái giải pháp nào có thể điều chỉnh hay là kiểm soát được cái vấn đề mà tăng thu hay là cái vấn đề là những cái khoản thu chi bên ngoài của những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như là những hộ trà đá không ạ? Dạ vâng, tôi cho rằng cái thứ nhất thì chúng ta đặt cái thu ngân sách nhà nước của chúng ta, chúng ta đặt cái hệ thống thuế phí của chúng ta trong cái bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam. Trước hết, cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta hiện nay đó là một nền kinh tế chúng ta mới bước sang cái gọi là thu nhập có trung bình thấp. Cái bình quân thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam chúng ta hiện nay với cỡ vào khoảng tầm 2.300-2.400 đô la Mỹ vào cuối năm 2017. Và chưa kể đó là cái sự phân hóa giàu nghèo cũng đang có cái xu hướng gia tăng giữa đô thị với khu vực nông thôn, giữa những nhóm người 20% cái nhóm nghèo giàu nhất với những nhóm nghèo nhất. Cái tỷ lệ đói nghèo chúng ta kể cả khu vực nông thôn và đô thị về mặt thực tế cũng có giảm, nhưng mà cái tốc độ giảm cũng không phải là cao. Và như vậy thì chúng ta phải thấy là một bộ phận không nhỏ trong ví dụ như anh vừa mới nêu là tới 57%, đúng không ạ, ở cái khu vực là người ta tạo ra cái công ăn việc làm cho họ, và họ cũng đang ở cái mức sống có thể nói là rất là thấp. Và như vậy thì tôi cho rằng cái hệ thống thu ngân sách của chúng ta, hệ thống thuế của chúng ta phải đặt vấn đề là tạo điều kiện hỗ trợ cho họ để họ kiếm sống, chứ không đặt cái vấn đề là thu ngân sách từ phía họ. Đó là cái mà tôi cho rằng chúng ta phải khẳng định về mặt nguyên tắc. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo rất tốt cái vấn đề về công khai minh bạch. Tôi đơn cử ví dụ như hiện nay cái mức khoản thu của các cái hộ sản xuất kinh doanh của chúng ta chẳng hạn, thì đại biểu Quốc hội cũng đã nêu và tôi cho rằng đó là thực tế khi chúng ta cho cán bộ thuế tiếp xúc trực tiếp với các cái hộ kinh doanh trong cái bối cảnh cái hóa đơn, cái chứng từ của các hộ kinh doanh của chúng ta có thể nói là gần như không. Và như vậy thì cái công cụ để chúng ta kiểm tra kiểm soát cái thu thuế có hợp lý hay không, cái mức khoán hộ kinh doanh có hợp lý hay không thì gần như là thiếu, không có và không có cơ sở. Và như vậy thì vô hình chung chúng ta tạo ra một cái tức là thỏa thuận ngầm giữa cái cán bộ thu thuế có thể với cả hộ kinh doanh như vậy, và vô hình chung nó làm thất thoát cái phần thu của ngân sách nhà nước. Và như anh đã nêu một cái khía cạnh, tôi cho rằng thất thoát đây không có nghĩa là cái gánh nặng của cái chủ hộ kinh doanh đó, của cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu cũng có thể là như vậy nó giảm đi, mà nó là gì, đáng ra cái khoản nộp của họ toàn bộ là vào ngân sách nhà nước thì nó lại đi đâu đó. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta không giải quyết được cả cái bài toán thứ nhất là thu ngân sách, cái bài toán thứ hai là phát triển kinh tế xã hội, khi mà chúng ta cũng không giảm được gánh nặng cho họ. Như vậy thì cái vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng rất quan trọng trong vấn đề này đó là những cái thay đổi trong cái hệ thống thuế của chúng ta, trong cái cách thức quản lý thuế, trong cái cách thu của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là chúng ta đưa ra những nguyên tắc về công khai minh bạch, khi mà các hộ kinh doanh họ nhìn nhau và họ biết rằng bên này thì thu từng này và bên kia thì thu từng kia, nó có những bất cập và tại sao lại có những bất cập đó, thì đó là cái mà tôi cho rằng chúng ta cần phải làm. Cái thứ ba nữa cũng rất là quan trọng trong cái nền tảng mà chúng ta làm, và đặc biệt là như là cái chủ trương chung của chính phủ, tức là làm sao mà chúng ta giảm được cái khu vực kinh tế phi chính thức, cái khu vực ngầm, và thông qua một cái hệ thống mà tôi cho rằng rất quan trọng, hiện nay chúng ta cũng đang phát triển nhưng mà tuy nhiên thì cái mức độ có lẽ cũng còn chưa đạt như cái mà chúng ta kỳ vọng, cái chúng ta mong muốn, đó là gì, một cái hệ thống thuế điện tử, một cái hệ thống hóa đơn điện tử, và gắn với đó là cái việc là thanh toán giảm cái thanh toán sử dụng tiền mặt và tăng cái thanh toán không sử dụng tiền mặt thông qua cái hệ thống tài chính chính thức. Có hàng loạt những biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng kể cả trực tiếp trong cái quản lý thu thuế và các cái điều kiện hỗ trợ để giúp cho chúng ta trong cái vấn đề làm sao mà chúng ta chống thất thu thuế. Và nếu chúng ta chống thất thu thuế tốt, tôi cho rằng cái tổng thu ngân sách nhà nước của chúng ta sẽ tăng rất tốt, và chúng ta khi đó không phải đặt vấn đề là sẽ phải tăng thêm cái gánh nặng thông qua cái tăng cái mức thuế, thông qua cái tăng cái thuế suất, giống như là các cái đề án mà chúng ta hiện nay đang trình bày. Đúng là khi mà có một những cái chính sách nào đó mà chuẩn bị ban hành thì khi mà đặt ra cái tổng thể chung của đời sống xã hội thì quá nhiều vấn đề như là một cái bài toán hóc búa mà khó tìm lời giải, đúng không ạ?
Đúng là rõ ràng câu chuyện thất thu thuế lâu nay vốn dĩ đã ở dạng thức, biết rồi khổ lắm nói mãi. Và khi cơ quan thuế quyết liệt chống thất thu thì câu chuyện lại càng trở nên dài kỳ, vì hoàn toàn không dễ giải quyết hàng tá những vấn đề rối như tơ vò hiện nay. Và nếu không thay đổi tận gốc